Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Dân Việt, trong phiên làm việc sáng ngày 29 tháng 5 của kỳ họp Quốc hội thứ 5, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Bà Nguyễn Thúy Anh cho biết về kết quả đạt được trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, các bộ, ngành, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước đã có nhiều nỗ lực, chủ động, linh hoạt, bám sát tình hình, kịp thời ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn về phòng chống dịch và huy động, quản lý sử dụng nguồn lực phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân. Tuy nhiên, khi dịch COVID diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nguy hiểm, nhiều hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch đã được triển khai, thực hiện trong hoàn cảnh chưa có quy định của pháp luật hoặc khác với quy định của pháp luật hiện hành, dẫn đến phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc. Đoàn giám sát chỉ ra đã có những sai phạm nghiêm trọng trong việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch như công tác nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành, sử dụng kết quả hiệp thương giá, tổ chức sản xuất, mua bán kit xét nghiệm COVID-19 liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Bên cạnh đó, trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, cách ly tại cơ sở dân sự, tự nguyện trả phí trong thời gian dịch COVID, nhiều cán bộ ở trung ương và địa phương bị xử lý hình sự. Những hạn chế bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do dịch COVID-19 diễn biến quá nhanh và phức tạp, chưa có tiền lệ, chưa dự báo được các tình huống phát sinh, nên công tác chuẩn bị và thực hiện các giải pháp ứng phó rất khó khăn, vừa phải làm vừa rút kinh nghiệm, bà Nguyễn Thúy Anh nêu. Cũng theo bà Thúy Anh, hệ thống pháp luật hiện hành chưa dự báo hết được các tình huống cấp bách phát sinh trong công tác phòng chống dịch COVID, chậm được sửa đổi, bổ sung. Một số chính sách ban hành trong bối cảnh cấp bách của dịch bệnh nên chưa có thời gian đánh giá kỹ tác động, chưa bao quát, chậm cụ thể hóa. Công tác phối hợp giữa các cơ quan ở cả trung ương và địa phương còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. Do phải tập trung phòng, chống dịch bệnh nên công tác thống kê, tổng hợp, theo dõi, kiểm tra nắm số liệu, tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực chưa được thực hiện thường xuyên và đồng bộ. Thiếu tiêu chí thống nhất dẫn đến khó tổng hợp được số liệu chính xác trong cả nước. Nhiều trường hợp tiếp nhận tài trợ thiếu hợp đồng, giấy tờ cho, tặng, thiếu hồ sơ xác định giá trị hàng hóa, tài sản dẫn đến khó khăn trong xác lập sở hữu toàn dân và quản lý sử dụng. Có tình trạng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Đoàn giám sát chỉ rõ, trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Chính phủ, bộ, ngành, chính quyền địa phương, nhất là cơ quan quản lý nhà nước về y tế, có trách nhiệm trong việc ban hành văn bản hướng dẫn chậm, thiếu, có lúc còn chồng chéo. Việc tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách còn chưa kịp thời, chưa đảm bảo yêu cầu. Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 29 tháng 5, Quốc hội dành trọn một ngày để nghe và thảo luận trên hội trường về báo cáo của đoàn giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong báo cáo được gửi tới các đại biểu Quốc hội trước đó, đoàn giám sát cho biết về huy động tài chính chống dịch, chính phủ thống kê tổng nguồn lực trực tiếp phục vụ công tác phòng chống dịch và thực hiện chính sách an sinh xã hội huy động trong giai đoạn 2020-2022. Khoảng 230.000 tỷ đồng, trong đó huy động từ ngân sách là hơn 186.000 tỷ, còn lại từ các nguồn khác. Dù vậy, ở nhiều địa phương, kể cả những nơi cân đối được ngân sách như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai vẫn gặp khó khăn, thiếu kinh phí chống dịch trong giai đoạn cao điểm. Tổng số kinh phí đã phân bổ trong 3 năm 2020-2022 là gần 176.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đoàn giám sát chỉ ra đã có những sai phạm nghiêm trọng trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch, nhất là sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á và tổ chức các chuyến bay giải cứu. Những sai phạm này khiến nhiều cán bộ ở trung ương và địa phương bị xử lý hình sự. Đoàn giám sát cho biết, ở một số đơn vị, địa phương ghi nhận việc mượn, mua vật tư, kit xét nghiệm với nhiều hình thức khác nhau như có hoặc không có văn bản thỏa thuận,
có hoặc không có hợp đồng, đơn giá, phương án hoàn trả. Báo cáo của đoàn giám sát nêu rõ, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển danh sách các đơn vị địa phương mượn, mua kit xét nghiệm có dấu hiệu bất thường sang Thanh tra Chính phủ để lưu ý khi thực hiện thanh tra theo chuyên đề tại các bộ, ngành, địa phương. Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, trong 2 năm 2020 và 2021, các đơn vị này đã mua sắm sinh phẩm, hóa chất, kit xét nghiệm với mức giá khác nhau, tùy thuộc vào chủng loại, xuất xứ, hãng sản xuất. Trong đó có một số đơn vị mua kit xét nghiệm từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, giá trị lên tới hơn 2.100 tỷ đồng. Liên quan đến vụ mua kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Việt Á, đoàn giám sát cho biết, đến đầu tháng 5, theo báo cáo của Bộ Công an, các cơ quan điều tra đã khởi tố 30 vụ án, 107 bị can. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khởi tố 1 vụ án, 31 bị can. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố 1 vụ án, 5 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã khởi tố 28 vụ án, 71 bị can. Vụ án cũng đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Về việc tổ chức chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ. Nhiều lãnh đạo, cán bộ, công chức có liên quan ở Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế và một số địa phương đã bị khởi tố. Đến ngày 3 tháng 4, Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 54 bị can về 5 tội: đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đã được Viện Kiểm sát Nhân dân hoàn tất cáo trạng và chuyển cơ quan xét xử. Cơ quan chức năng chưa phát hiện vi phạm các quy định về huy động, quản lý sử dụng nguồn lực trong vụ việc này. Báo Lao động đưa tin, liên quan đến chính sách an sinh xã hội, đoàn giám sát nhận định với độ bao phủ rộng, các chính sách đã hỗ trợ được một số lượng lớn đối tượng chỉ trong một thời gian ngắn. Theo đoàn giám sát của Quốc hội, việc này góp phần tích cực duy trì ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh, việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, ổn định, trật tự, an toàn xã hội. Tổng số đối tượng được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ là gần 13,2 triệu người và hơn 41.000 hộ kinh doanh. Thực hiện Nghị quyết số 68 và Nghị quyết số 126 của Chính phủ, đến 30 tháng 6, 2022, cả nước đã hỗ trợ cho gần 36 triệu người lao động, người dân, hơn 394.000 đơn vị sử dụng lao động và hơn 500.000 hộ kinh doanh với tổng số tiền là hơn 45.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng chỉ ra các công tác xây dựng và tổ chức thực hiện. Một số chính sách còn bất cập, chưa sát với nhu cầu của đối tượng, mức hỗ trợ còn thấp, chưa thể hiện sự ưu tiên, tập trung, điều kiện tiếp cận còn chặt chẽ, các công cụ hỗ trợ thực hiện chính sách chưa được đáp ứng yêu cầu thực tiễn, dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. Báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá COVID-19 là đại dịch có quy mô toàn cầu, chưa từng có tiền lệ, gây hàng triệu ca tử vong trên thế giới. Tại Việt Nam trải qua 4 đợt dịch, đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 11,5 triệu ca mắc, tỷ lệ tử vong 0.4%. Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến nhanh và phức tạp, chưa có tiền lệ, công tác huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, còn một số tồn tại, hạn chế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!